Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Thanh Chương. Hội nông dân huyện vừa phối hợp với công ty Natural tổ chức thu mua 10 tấn cá nguyên liệu cho người dân tại đập Tràng Không, xã Thanh Xuân. Sau khi thu hoạch cá xong, công ty sẽ phối hợp thả 12 tấn cá giống với tổng diện tích mặt nước là 65 ha ở các xã Thanh Xuân, Thanh Hà và Đại Đồng. Từ khi thả giống đến khi thu hoạch là 5 tháng. Thu hoạch xong công ty sẽ thu mua toàn bộ sản phẩm. Được biết, công ty Natural là doanh nghiệp được Hội Nông dân chọn ký kết thực hiện mô hình nuôi cá thương phẩm trên địa bàn huyện. Cũng nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Hải Dương, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện cũng đi kiểm tra mô hình liên kết bao tiêu sản phẩm chăn nuôi cá thương phẩm tại xã Thanh Xuân. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí bí thư huyện ủy đã đánh giá cao tiềm năng của mô hình và mong rằng thời gian tới, Hội nông dân huyện tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với doanh nghiệp và các hộ dân để mô hình đạt kết quả cao từ khâu chăm sóc đến đầu ra sản phẩm. Việc thực hiện mô hình nuôi cá thương phẩm là một hướng đi phù hợp với nhiều người dân trên địa bàn, vừa tận dụng được diện tích mặt nước ở các ao hồ và đập, vừa góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Sáng ngày 5 tháng 8, đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện đã đi kiểm tra đột xuất công tác phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em tại các xã Cát Văn, Phong Thịnh, Thanh Liên và Thanh Tiên. Tại các địa phương, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại các bến sông, ao, hồ đập, những nơi người dân thường ra tắm giải nhiệt vào mùa nắng nóng, đặc biệt là những nơi nguy hiểm thường xảy ra các vụ đuối nước thương tâm. Sau khi kiểm tra thực tế, đoàn đã làm việc với địa phương để nghe báo cáo công tác phòng chống đuối nước ở trẻ em thời gian qua. Đồng thời, đoàn cũng đã tiến hành kiểm tra hệ thống văn bản, công văn, kế hoạch, biên bản hội nghị liên quan đến công tác phòng chống đuối nước. Qua kiểm tra cho thấy, các địa phương đã quan tâm thực hiện tốt công tác phòng chống đuối nước ở trẻ em, thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, qua các hội nghị, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức phát động toàn dân luyện tập môn bơi, phòng chống đuối nước, thành lập các đoàn đi kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở đến tận thôn xóm và người dân, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các nơi các em thường ra tắm, tổ chức các hoạt động hè lành mạnh, bổ ích, thu hút các em tham gia. Hệ thống văn bản cơ bản đầy đủ, ban hành kịp thời. Bên cạnh đó, một số địa phương trong công tác tuyên truyền còn mang tính hình thức, chưa có bể bơi, chưa mở các lớp dạy bơi. Tại một số điểm nguy hiểm như kênh mương, thủy lợi, ao hồ, đập gần khu dân cư, chưa có biển cảnh báo, không có rào chắn, chưa tổ chức ký cam kết đối với các hộ gia đình có ao hồ đập. Để thực hiện tốt hơn công tác phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em, thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các địa phương cần tập trung thực hiện tốt các nội dung, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nhất là qua hệ thống truyền thanh của xã, đoàn thanh niên, hội phụ nữ tham mưu xây dựng các mô hình phòng chống đuối nước, thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi bổ ích cho trẻ, tổ chức các lớp dạy bơi, huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng bể bơi, thành lập đoàn kiểm tra để thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các thôn xóm thực hiện tốt công tác phòng chống đuối nước, tổ chức ký cam kết giữa các hộ gia đình có ao hồ đập với chính quyền để nâng cao ý thức trách nhiệm của mình. Tại hội nghị, địa phương cần lồng ghép thêm nội dung về phòng chống đuối nước để đôn đốc nhắc nhở các ban ngành đoàn thể quan tâm thực hiện tốt công tác này. Nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em thiếu nhi trong dịp hè, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy di sản dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, ngày 4 tháng 8, đoàn xã Thanh Tùng đã tổ chức lớp dạy hát dân ca ví dặm miễn phí cho thanh thiếu nhi và mọi lứa tuổi. Về dự có các đồng chí lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương. Trước lúc bước vào nội dung chính, các đại biểu và học viên đã được thưởng thức những làn điệu dân ca ví dặm đặc sắc do các hạt nhân văn nghệ Hội dân ca ví dặm Sông Lam Thanh Chương thể hiện. Lớp học sẽ được tổ chức vào ngày thứ Năm hàng tuần với sự tham gia của gần 90 học viên, đa số là học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở và một số người dân có niềm đam mê hát dân ca ví dặm trên địa bàn xã. Đến với lớp học, các học viên sẽ được nghệ nhân ưu tú Võ Thị Hồng Vân và các thành viên trong Hội dân ca ví dặm Sông Lam Thanh Chương trực tiếp truyền dạy các làn điệu dân ca lời cổ, ví phượng vải, ví đỏ đưa sông Lam, dặm sầm, dặm về, dặm kể, vân vân. Các làn điệu cách tân, các bài dân ca ví dặm quen thuộc. Đặc biệt, các học viên còn được hướng dẫn phong cách biểu diễn, cách thổi hồn vào nhân vật, cách xử lý các tình huống trên sân khấu. Thông qua lớp học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức, vốn hiểu biết về dân ca ví dặm, kỹ năng giao tiếp, mạnh dạn trước đám đông, khơi dậy niềm đam mê ca hát, từ đó tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ trong và ngoài nhà trường, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Sáng ngày 5 tháng 8 tại xã Thanh Thủy, Tòa án Nhân dân huyện đã tổ chức phiên tòa xét xử lưu động với các tội danh tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Tại đây, Tòa án Nhân dân huyện đã tổ chức xét xử 3 vụ án đối với các bị cáo, đó là Trần Huy Hoàng ở xã Thanh Lâm và Nguyễn Văn Dũng ở xã Ngọc Lâm về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, Trần Văn Công và các đồng bọn Hoàng Văn Chiến, Trần Minh Tiến ở xã Võ Liệt về tội mua tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa, căn cứ vào điểm C khoản 1 điều 249 Luật Hình sự, khoản 1 điều 251 Bộ Luật Hình sự, các bản cáo trạng, bản luận tội của Viện Kiểm sát Nhân dân và các lời khai, lời thú nhận tội của các bị cáo, chủ tọa phiên tòa đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Công 24 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy, bị cáo Trần Huy Hoàng 18 tháng tù giam, bị cáo Nguyễn Văn Dũng 27 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, Hoàng Văn Chiến và Trần Minh Tiến 20 tháng tù giam về tàng trữ trái phép chất ma túy. Đây là bài học cảnh tỉnh cho những ai dám coi thường pháp luật, đặc biệt là hành vi vi phạm đến việc sản xuất, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Chất gây ra cái chết trắng cho bao người, nhất là đối với thanh thiếu niên hiện nay. Chương trình thời sự hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.